Chào mừng các em quay trở lại với kênh học toán online Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục giải các bài tập Trong sách và bài tập của môn toán lớp 4 Các em ở sách và bài tập của môn toán lớp 4 tập 2 Bài 97 Phân số và phép chia số tự nhiên Thì đầu tiên các em làm bài tập số 1 Viết thương dưới dạng phân số theo mẫu Và cụ thể các em có mẫu như sau ở đây, các em có thương là 4 chia 7 các em viết dưới dạng phân số có tử số là số bị chia tức là 4 mẫu số là số chia tức là 7 như vậy 4 chia 7 các em có thể viết bằng 4 phần 7 theo mẫu 7 chia 10 các em có thể viết dưới dạng phân số có tử số là số bị chia, tức là 7. Mẫu số là số chia, tức là 10. Như vậy, 7 chia 10 bằng 7 phần 10. Tiếp theo, là thương 3 chia 8. Các em có thể viết dưới dạng phân số, có tử số là số bị chia, tức là 3. Mẫu số là số chia, tức là 8. Như vậy, 3 chia 8 bằng 3 phần 8. Tiếp tục, thương 1 chia cho 15, các em có thể viết dưới dạng phân số, có tử số là số bị chia, tức là 1, mẫu số là số chia, tức là 15. Như vậy 1 chia 15 bằng 1 phần 15. Tiếp theo là 5 chia cho 11, các em có thể viết dưới dạng phân số, có tử số là số bị chia, tức là 5, mẫu số là số chia, tức là 11. Như vậy 5 chia 11 bằng 5 phần 11. Tiếp theo là thương 14 chia cho 21. Các em có thể viết dưới dạng phân số có tử số là số bị chia, tức là 14. Mẫu số là số chia, tức là 21. Như vậy 14 chia 21 bằng 14 phần 21. Tiếp theo các em sang bài tập số 2, viết phân số dưới dạng thương rồi tính theo mẫu. Và cụ thể các em có mẫu như sau. Đầu tiên các em có phân số 18 phần 6. Các em có thể viết phân số này dưới dạng thương là 18 chia 6. Ở đây tử số chính là số bị chia. Tức là 18. Mẫu số chính là số chia, tức là 6. Như vậy 18 phần 6 bằng 18 chia 6. 18 chia 6, các em tính luôn, được kết quả bằng 3. 18 chia 6 bằng 3. Theo mẫu, các em viết phân số 72 phần 9 dưới dạng thương là 72 chia 9. Ở đây số bị chia chính là tử số, tức là 72. Số chia. Số chia chính là mẫu số, tức là 9. Như vậy 72 phần 9 bằng 72 chia 9 Và các em tính luôn Được kết quả bằng 8 8 x 9 bằng 72 Như vậy 72 chia 9 bằng 8 Tiếp tục phân số 115 Phần 23 Các em có thể viết dưới dạng thương Là 115 chia cho 23 Và các em được kết quả bằng 5 Tương tự như vậy 42 phần 7 Các em có thể viết phân số dưới dạng thương là 42 chia 7 và các em được kết quả bằng 6. 99 phần 11 các em có thể viết dưới dạng thương là 99 chia cho 11 và các em tính luôn, các em được kết quả bằng 9. 150 phần 25 các em có thể viết dưới dạng thương là 150 chia cho 25 và các em được kết quả bằng 6. Tiếp theo, các em sang bài tập số 3. Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu số là một theo mẫu. Ở đây các em có mẫu như sau. 8 bằng mấy phần 1. Ở đây bắt buộc các em phải viết phân số có mẫu số là 1. 8 bằng mấy phần 1. Như vậy 8 bằng mấy phần 1. Các em có thể hiểu là mấy chia 1 thì bằng 8 Mấy chia 1 bằng 8 Ở đây chỉ có thể là 8 chia 1 bằng 8 Như vậy Tử số chính là 8 8 bằng 8 phần 1 8 phần 1 Các em biểu diễn dưới dạng thương Là 8 chia 1 bằng 8 Tương tự như vậy 5 bằng mấy phần 1 5 bằng mấy phần 1 Tức là Mấy chia cho 1 bằng 5 Ở đây chỉ có thể là 5 chia 1 bằng 5. Như vậy tử số chắc chắn là 5. Do đó, chúng ta có 5 năm bằng 5/1. Năm như vậy, qua hai ví dụ này, các em có thể rút ra một bài học là mỗi số tự nhiên có thể biểu diễn dưới dạng phân số, có thể viết dưới dạng phân số có tử số là chính nó và mẫu số là 1. Thì như vậy 12 sẽ bằng 12/1. 1 một. Một sẽ bằng 1 phần 1 0 sẽ bằng 0 phần 1 0 chia 1 bằng 0 Thì qua bài tập số 3 Thì các em có thể làm thêm bài tập như sau Viết mỗi số tự nhiên Dưới dạng Một phân số có mẫu số là 2 8 Bằng Mấy phần 2 9 bằng mấy phần 2? 23 bằng mấy phần 2? Thì đây, thầy có thể gợi ý cho các em như sau. 8 bằng mấy phần 2? Tức là mấy chia 2 bằng 8? Tương tự như vậy, 41 bằng mấy phần 2? Mấy chia cho 2 bằng 41? Các em có thể comment kết quả ở dưới video. Tiếp theo, các em sang bài tập số 4. Có 3 cái bánh như nhau, chia đều cho 6 người. Hỏi mỗi người nhận được là bao nhiêu phần của cái bánh. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ phân tích và giải bài toán này như sau. Có 3 cái bánh như nhau thì đầu tiên các em lấy một cái bánh, các em chia làm 6 phần bằng nhau. Sau đó chia cho mỗi người một phần, tức là mỗi người sẽ được 1/6 cái bánh. Cụ thể chúng ta có hình minh họa như sau. Các em lấy một cái bánh này, các em chia làm 6 phần bằng nhau. Sau đó chia cho mỗi người một phần. Thì các em sẽ được mỗi người sẽ được là 1 phần 6 cái bánh. Làm tương tự như vậy, đối với hai cái bánh còn lại thì sau 3 lần chia sau 3 lần chia bánh như thế, mỗi người sẽ được 3 phần. Cái bánh thứ hai mỗi người cũng được là 1 phần 6. Cái bánh thứ ba mỗi người cũng được 1 phần 6. Như vậy sau 3 lần chia, ở đây có 3 cái bánh thì sau 3 lần chia, sau 3 lần chia bánh như thế mỗi người sẽ được 3 phần Tức là Mỗi người được 3 phần 6 cái bánh Ở đây chúng ta có cái bánh được chia làm 6 phần bằng nhau Thì sau 3 lần chia Thì mỗi người sẽ được 3 ô màu xanh 3 ô màu xanh trong tổng số là 6 ô Tức là 3 phần 6 3 phần 6 cái bánh Ở đây 3 phần 6 cái bánh em có thể hiểu là Nếu 6 phần này các em chia làm 6 ô vuông này các em chia làm 2 phần bằng nhau thì mỗi phần chính là 3 ô vuông. Và cụ thể ở đây mỗi người sau 3 lần chia được 3 ô vuông, 3 ô vuông này cũng chính là bằng 1/2 cái bánh. 3/6 cái bánh hay 1/2 cái bánh. Như vậy ở đây chúng ta có đáp số là mỗi người được 1/2 cái bánh. Thì video hôm nay sẽ được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ kênh học toán online đừng quên để lại bình luận của mình ở cuối video để động viên đóng góp và xây dựng cho kênh học toán online ngày một phát triển và hoàn thiện hơn xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp